Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Và ngày hôm nay anh em mình tiếp tục trở lại cái series đó là câu cá nha các bạn. Nghe nói cái từ câu cá thì mình nghĩ các bạn sẽ chán, nhưng mà không sao, hôm nay anh em mình đã chế tạo một cái chiếc máy cắt củi. À, xin lỗi, cắt một... cỏ. Ủa không, không phải cắt cỏ. Máy cưa mà dạng câu cá đó các bạn. Đúng rồi. Anh em mình đã thiết kế ra đây là cái máy cưa này các bạn, và kết nối với đó là làm trở thành một cái bộ máy câu cá. Khi nào mà cá dính thì chỉ cần bấm nút thì sẽ quấn dây vào đó. Đồng thời cái máy cưa này là mình vừa cưa cây mà vừa câu cá luôn. Đúng rồi. Không các bạn? Đó, và trước mắt là thấy cái này nó khá là nặng, nhưng test thử cái quy lực nó cho các bạn xem nha. Trước tiên thì mình sẽ ghim điện vô. Điện này thì mình dùng điện 220V nha các bạn. Rồi cứ vậy, cẩn thận nha. Dạ. Rồi các bạn xem nè. 1 2 3 ghim vô. Đây các bạn xem đây. Đó, các bạn thấy quy lực dũng mãnh không? Đó, các bạn thấy không? Những cái lưỡi cưa này rất là sắc nha các bạn. Đó, thấy ghê chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ mời Tiên Dương vậy test thử các bạn thôi. Đây. Quy lực lâu năm làm cái tiều phun luôn. Đó, cưa đây. 1 2 3 cưa. Căng quá đi. Mạnh quá anh Tư ơi. Ừ, đúng rồi, cưa đi em. Mạnh lên. Đó. Ngọt liệm luôn. Nó đứt rất là ngọt nè các bạn ơi. Đó, thấy không? Cái củi rất là to. Cái này kiểu như mình đang câu cá xong mình ngứa mắt thấy cái cây nào dương dương kia. Đúng rồi. Lại cái mình cứ è cái cưa luôn. Rồi mình kéo con cá lên luôn. Đúng rồi. Đã quá anh Tư ơi. Đó. Thật là anh em mình thật là thông minh đó chứ hả? Đúng rồi. Rồi vậy thì anh em mình chần chờ gì nữa mà không câu cá cho các bạn xem. Đúng rồi. Để test thử là hôm nay anh em mình có dính cá một hũng hay là không. Đúng rồi, nhưng trước khi câu cá thì mình sẽ review một cái nữa cho các bạn xem. Thì cái câu này nó có mặt khắp mọi nơi. Những clip mình thì mình tận dụng tối đa những cái phương tiện mình có sẵn các bạn, để đỡ tốn chi phí nha. Đó. Và cái bộ máy cưa này sẽ kết hợp với cây cần câu này để đó, trở thành một cây cần câu máy cưa hoàn chỉnh. Đó. Rồi anh em mình sẽ cho dây từ khúc này lộn qua đây, lộn qua đây để câu cá. Đúng chừng rồi. Nào cá dính thì gịch vô, nó kéo lại đây rồi chấm quấn vô đây. Đúng rồi. Khá là logic. Nhưng mà nói thì rất hay, nhưng mà câu thì không biết sao, thì mình sẽ trải nghiệm thử nha. Anh em mình sẽ tiến hành lộn dây vô. Vậy là cái bộ máy câu này cũng đã hoàn chỉnh rồi. Tiếp theo anh Tư sẽ quấn dây lại. Đây. Đó. Như vậy là cái lưỡi câu sắp tới rồi đó hả? Giờ anh bấm còn nhẹ miếng nữa anh Tư ơi. À bấm nhẹ nè. Ôi ôi. Trời ơi, nó mạnh. Dính con cá đi. Trời ơi, nó chỉ cần câu xuống luôn kìa. Ý là chưa dính cá mới dính cỏ thôi đó. Quá mạnh, quá mạnh. Ở chỗ đây thì nó khá là nhiều lo nhút nha. Mình sợ dính luôn nhút thì nó cá nó sẽ vuột ra nha. Đó, mình sẽ lo còn nhút này vô. Đây, đó. Đây, đây. Quá wow, ok luôn. Lưỡi câu này mình dùng cái lưỡi câu siêu to khổng lồ để mình dính cá khổng lồ không nha. Cái này mà vừa nhanh mà còn vừa mạnh hơn cần câu mấy tờ bữa hả anh Tư? Đúng rồi, cái này quá nhanh luôn các bạn ơi. Nếu mà bấm cái vận tốc này nó sẽ lên 5km trên giờ, ý lộn 10km ý dụ 100 cây chuối trên giờ. Đúng rồi, 100 km trên giờ đó. Đừng nói mà 1-2 km nha các bạn. Rõ quá là nhanh luôn. Giờ móc mồi đi anh Tư ơi, móc mồi câu cá anh Tư ơi. Thì mình tiếp tục dùng mồi trùng ngang. Thì cái mồi trùng này rất là đa dạng, dính nhiều con cá phi, cá rô, cá lóc gì, con nào cũng thích cái mồi trùng nha các bạn. Đó. Nói chung là mồi này rất là nhảy. Đúng rồi, anh sẽ móc mồi trùng vô. Dạ, tiếp theo chương trình thì đến lượt mình ra cần để mở hàng ngày hôm nay xem là có dính cái gì không nào. Còn mình thì núp bên đây để cần dễ nó quay, để lỡ nó trúng thì sao. Anh Tư hãy thủ sẵn đi, nhiều khi em vừa thảy xuống cây cá nó 8 cây mình kéo lên liền luôn. Ok. Rồi 3, 2, 1, đi. Quá là xa luôn rồi. Chuyến này anh em mình đã rút kinh nghiệm rồi, sử dụng cái phao to, nặng, quăng cho nó đã, cho nó xa. Đây các bạn xem nè, ở đây còn dư khá là nhiều dây luôn. Tại vì cái chiều dài của cái đìa này thì nó không dài, cho nên anh em mình thử câu độ dài như đây trước. Cái dây này á, mình nghĩ là nó kéo thì qua bên kia luôn á, cận vệ. Đó. Ngoài dây này xa lắm anh Tư. Nó cá gị kìa, cá gị kìa, nhúc nhích kìa anh Tư. Coi chừng cá phi ăn đó nha. Ở đây em nhớ bữa mình câu cá bóng đèn không, cá phi ghê chưa? Dạ nhớ, bữa hổm câu dính hai con cá phi luôn. Tao quăng tuốt đằng kia mà sao nó nghĩ lên đây dưới ta. Thôi thu quăng lại đi anh Tư. Vậy hả? Rồi, để anh thu lại nha. Quá nhanh luôn các bạn ơi, các bạn thấy không? Chỉ cần bấm một cái là nó thu con dây gần tới mình luôn các bạn ơi, quá là nhanh luôn. Rồi, còn như đây, còn như đây mình nghĩ lấy tay thôi vậy ơi. Nhớ cái thôi nha. Ây da, trời ơi. Trời ơi. Nó mạnh. Trời ơi, các bạn thấy không? Mạnh dưới anh Tư. Đúng rồi, cái tốc độ này là 100 cây số trên giờ các bạn ơi, quá là nhanh luôn. Giờ mình sẽ lôi nhợ ra và tiếp tục quăng dây câu. Vậy em lôi thì kia cá không kia vậy ơi. Dạ dạ. Cái máy cưa này cũng giống như cần câu hoạt giáo vậy đó, nó không có số ve.
cho nên là anh Tư phải kéo bằng tay thủ công. Mình sẽ kéo dây ra tới xa đằng đây luôn để mình quăng ra tuốt vào đây cho chiều dài câu cho nó xa ra. Ví dụ dính cá thì kéo cá vô cho nó đẹp nha. 2, 3 vô đi thôi. Được rồi các bạn ơi, sao mà phải xa không? Dạ xa. Hên là bữa nay là mình câu cá chắc chưa, nhưng mà chỗ này nó nắng nhưng mà không này nó mát. Gió quá mát tại ha. Đúng rồi. Ủa thấy cũng nhỡ rốt tiêu, nãy anh thấy nó đó nó trôi rốt tiêu còn vậy. Trôi vô trong rồi người anh Tư. Trôi chừng cá lo nha, đắng dữ đi anh vậy ơi. Dạ. Cá này nó ăn nhạy dữ lắm á, mọi trùng ăn nhạy dữ lắm, chút xíu là hết rồi. Đúng rồi, với cái đè này là hồi bữa mình câu cá cũng hơi khá là bị nhạy á. Nó càng ghi cả. Ơi nó ghi anh Tư ơi. Dạ anh Tư bấm đây, anh Tư bấm đây. Có. Ôi ơi. Ôi ôi con ghẹ các bạn. Ôi. Ôi dính gì nặng thế vậy? Nặng chịch luôn anh Tư ơi. Dính cá gì các bạn ơi, kìa. Trời một em cá bay. Lẹ lên Tư ơi, một em cá bay. Cái này không lẽ mình xuống mình gỡ luôn, nhìn tức ghê á. Dính rồi. Muốn cái gì vậy? Dính nhiều không muốn hay kìa. Rồi chỉ một đống nó muốn cắn mình chết nè. Nãy anh tính gỡ mà thôi, anh kéo bạn này đi cho các bạn xem. Rồi mình bấm cho bạn xem luôn nha. Bấm đi Tư. Dạ. Đó, trời ơi, nhảy lên đây. Trời ơi, quá nhanh luôn. Trời ơi, có phi. Wow. Cái mép nhỏ chà má lửa luôn trời. Kéo cái kiểu này mà cái mép nó còn gì là may quá trời. Hồi nãy cá lội phào sát bờ luôn các bạn, lại thăm mới thấy. Trời ơi, lo đúng cho mưa, lo muốn luôn, nó nghịch sát bét con môi nhỏ lên. Các bạn coi nè, con cá phi đầu tiên nha các bạn. Yeah. Wow. Như vậy là một em cá đục phi đầu. Em tưởng đâu, cái em này mà gịnh cái rồi em này hết biết bơi nổi luôn. Trời ơi, giờ mình cũng muốn quá, giờ cái cây câu nó cong lại vậy nè. Rồi, sức luôn rồi. Sức luôn rồi. Đó rồi, các bạn nhìn nè. Trời tèn tèn. Thì có hàng luôn. Nó ghị mạnh quá các bạn, cái lực nó mạnh quá. Biết sao không, đâu muốn không à, nãy ghị dướng cái lưỡi này vô luôn muốn nè. Thôi câu nữa đi anh Tư, mà em sẽ rút kinh nghiệm em quăng khúc bên đây. Đúng rồi, nó dướng ra muốn. Trời ơi, dính nó muốn quá trời luôn bạn ơi, món hàng mình hàng kỹ lắm mà ta. Móc mồi lẹ đi anh Tư. Đây, cái sao em móc trò. Móc mồi cho thấy. Bây giờ thì tới lượt mình móc mồi nha. Anh Tư dính cá phi thì mình hy vọng sẽ dính một em khác khủng hơn. Cá phi này cũng trọng thôi chứ chưa bự lắm. Cái con cá này nó chưa căng nổi cái máy cưa này đâu. Đúng rồi. Trời trời. Thôi à, các bạn coi nè. Món hàng mà mình hàng cũng chắc chắn sao mà quay cái 180 độ nó quẹo vậy nè, nó vuột cái này lên luôn nè. Vậy mình sẽ tháo ra cho anh Tư quăng lưới câu. Câu cá. Giờ mình sẽ dùng cục đất này mình trụ qua bên kia cho xa nha các bạn. Đây mình sẽ trụ hết ra bên kia luôn. Wow. Quá đỉnh luôn các bạn ơi, mình nghĩ bên đó sẽ có cá nha. Thấy sẽ còn xa ghê không? Dạ quá xa luôn. Mà chuyến này sao ta, tại vì hồi nãy mình bị hỏng chỗ này rồi, mình hạn cái này nó chưa được chắc lắm, dở sức ra rồi lỡ mà dính cá không có thì làm sao trời. Bây giờ khi nào mình dính thì một người giữ tay đây nha, còn một người bấm thôi để giữ chặt cây này lại. Trời ơi nó bị hàng sức rồi, quá là lỗi các bạn ơi. Cái này nó mạnh quá chứ không phải là lỗi tay mình đâu. Trời ơi chưa dính nữa anh Tư ơi. Mà cái phao nó cho vô gần tới rồi kìa, em nghĩ ta mình nên kiểm tra mồi đi. Nó dừng hết mồi á. Anh Tư đang làm gì vậy? Mình cột cái dây cột cho nó cứng này lại để lỡ dính cá bự sao lâu được. Dạ. Thôi để em kéo vô kiểm tra mồi. Cho nguyên cọng bự này luôn, mình sẽ cột cứng như đây. Đầu. Hết mồi nữa anh Tư ơi. Trời ơi còn con chung này cuối cùng nha, con vậy không chính là thua luôn không vậy ơi nè. À sắp hết mồi rồi hả trời ơi. Hên quá còn đựng cục nữa bạn ơi. Vậy mà anh Tư nó hết. Hoặc là lương lẹo đó mà. Không nhưng mà cũng sắp hết mồi rồi. Mong là sẽ dính cá. Lại hết mồi, mong là chuyến này sẽ dính cá. Không có hết mồi nữa. Mình sẽ dùng hết tốc lực quăng. Ok. Quá hay luôn cần vậy ơi. Tiếp tục chờ đợi thôi. Trời ơi, hết mồi nữa anh Tư ơi. Hết hoài trời, bóc mồi gì nữa nè. Bữa nay mấy con cá này đang chiêu mình á. Giờ mình sẽ trội qua bên kia để câu cá tiếp tục. Mình đã chiêm đây cục đất rồi để cho nó bay xa hơn. Đi thôi. Đó. Yeah, được rồi. Ổn. Giờ thì chúng ta chờ lại tiếp thôi. Cá ơi, dính đi em ơi. Chán quá em ơi, nãy giờ chưa dính nữa, chán quá. Thôi cá gì kìa Tư ơi, cá gì kìa, bấm lẹ đi, bấm đi, bấm đi, bấm, ghi không, bấm đi, ghi rồi, lẹ, vô lên, đây, ôi, kìa, lẹ, đây, kéo câu luôn anh Tư ơi, ôi, dính cá bự, ôi,
mà cần gì ơi. Cá bự tớ. Ây da. Trời ơi bạn ơi, vô cái cá. Trời ơi. Trời ơi tớt. Đứt dây luôn rồi các bạn. Trời ơi, cá khủng luôn. Anh Tư thấy cái gì không? Em thấy cái động cái chơi. Trời ơi, chắc nó tê khủng rồi, cái gì nữa. Trời ơi. Ôi giời, các bạn coi. Ui tức á. Không còn gì của cải luôn nè, nó quá trời khủng luôn. Bánh chanh tà bạch luôn. Tức trời. Đứt dây luôn nè các bạn. Bỏ tay nè. Con cá bự. Các bạn coi nè. Để chúng mình luôn nè. Không biết, nãy anh thấy con cá không? Cá chà bá lửa. Em thấy cái đầu nó dướng ngay chân cái phao. Cái đầu nó dính ngay chân cái gông nhút luôn. Nè, dính vào chỗ này nè, nó gị không nổi nè, cái dây nó gịch xuống luôn nè. Tức cái trời, cái lưỡi rồi. Còn cái lưỡi nhưng mà cái dây này bứt nè, anh thấy không? Trời, nó đứt dây này xong cá nó mình gịch mạnh quá nó bứt tét mỏ nó gì rồi. Cá mỏ luôn rồi. Trời ơi. Trời cái đầu con cá bự tức. Không nhỏ về nó bứt ghê chứ. Ơi trời tức. Tan quang tác quạt luôn các bạn. Thôi nè, hạn chế của anh em mình đúng là hạn chế của khác. Hạn phát ke. Hạn phát ke chế giờ. Câu đường lần xong hư luôn. Nhưng mà cũng may không sao, mình dính được con cá hi cũng được rồi. Ok, thì clip của anh em mình đến đây xin phép lại cho các bạn. Nếu các bạn thích video này cho anh em mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để anh em mình sẽ chế những cái máy khủng hơn như cái máy này nữa nha các bạn. Dạ. Thì bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye. Hiện cái từ, hiện cái. Bấm cho bạn coi nè. Ui. Oh.